Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trong nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nhất thời, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Các bạn thân mến, dụ ngôn người gieo giống trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy rằng những người nghe và hiểu lời của Chúa thì được ví như những hạt giống được gieo trên đất tốt. Thật vậy, càng lắng nghe và càng hiểu lời Chúa bao nhiêu, thì cuộc đời chúng ta càng trổ sinh nhiều hoa quả và ân sủng bấy nhiêu. Thế nhưng, trong cuộc sống thực tế, chúng ta chỉ muốn đón nhận những ân ban của Chúa mà ít khi chịu lắng nghe, hiểu lời của người. Đôi khi, chúng ta muốn đóng vai của một kẻ gieo bên vệ đường hay nơi sỏi đá. Chúng ta dễ dàng chịu theo những đam mê dục vọng và thỏa mãn của bản thân hơn là để cho lời Chúa soi sáng và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Điều đó chứng tỏ tình yêu của chúng ta dành cho Chúa quá mong manh và hời hợt. Giáo hội Việt Nam đang sống trong năm mục vụ đồng hành cùng những gia đình đang gặp khó khăn. Vì thế, chúng ta cần xây dựng và củng cố đời sống gia đình dựa trên nền tảng lời Chúa, để có thể vượt qua những thử thách và những khủng hoảng mà chúng ta đang đối diện. Hôm nay, mừng lễ Thánh Gioan Kim và Thánh Anna, hai vị là những người sống gắn bó mật thiết với lời Chúa. Chính nhờ vậy, các ngài đã có một người con hoàn hảo là Đức Maria, đứng có vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Chúa. Thiết nghĩ, các ngài cũng là những mẫu gương sáng ngời cho mọi người chúng ta trong đời sống gia đình. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ lời bầu cử của hai thánh Gioakim và Anna, xin cho mỗi gia đình chúng con biết siêng năng lắng nghe lời và suy gẫm lời Chúa. Nhờ đó chúng con đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách và gian truân của cuộc đời. Amen.